Trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn bài cable fly mid pulley, tức là bài fly bằng cáp với cái độ cao của cái cáp là tầm ngang người, ngang với vai, tầm khoảng như vậy. Thì cái bài này nó sẽ có tác dụng là gì? Nó là một cái bài đơn khớp và nó sẽ tập trung chủ yếu vào cơ ngực. Tuy nhiên là cái vị trí đứng của bạn nó sẽ giúp cho các bạn tập trung vào ngực ở những cái góc độ khác nhau. Thứ nhất là nếu mà các bạn đứng khoảng tầm ngang với cả cái trục của cái cáp ấy, các bạn có thể để ý khi mà tay khép lại ấy, thì cái cáp nó sẽ có xu hướng là kéo tay của bạn ra ngoài. Vì vậy là nó sẽ giúp các bạn tăng áp lực hoặc là giữ cái áp lực khi mà cơ ngực của bạn co lại nhiều nhất. Tiếp theo, nếu mà các bạn chuyển vị trí đứng càng lùi lên phía trên thì ở cái vị trí này các bạn sẽ thấy là cái cáp nó có hướng cùng với cả cái cẳng tay của bạn. Thế nên là cái lực mà kéo ra ngoài thường là nó sẽ bị triệt tiêu đi. Tức là khi mà co lại nhất ấy, thì lực nó sẽ bị mất đi. Tuy nhiên khi mà các bạn mở tay ra ấy, thì các bạn có thể thấy cái hướng đi của cáp hay là cái hướng đi của lực ấy, là nó hướng ngược như thế này. Thì tác dụng của nó là gì? Tác dụng sẽ là nó giữ cái áp lực khi mà cái cơ ngực của bạn nó giãn ra nhiều nhất. Thế nên là nó cũng sẽ có tác dụng nếu mà các bạn muốn vừa tập ngực nhưng mà cũng vừa muốn là giãn cơ ngực ra. Và trước khi vào bài tập, mình có một số những cái chú ý sau đây. Thứ nhất là các bạn sẽ muốn là cái xương bả vai mình nó co về sau và xuống dưới. Đấy là đối với những người mà mới tập. Tiếp theo, đồng thời nó là một cái bài đơn khớp, thế nên là nếu mà các bạn muốn tập trung vào ngực thì các bạn sẽ muốn là cái khớp hay là cái góc ở khuỷu tay nó được cố định, nó giữ nguyên một góc chứ không thay đổi. Và bây giờ thì bạn Đạt sẽ thực hiện bài cable fly mid pulley. Nếu mà các bạn muốn chắc chắn thì các bạn có thể để chân trước chân sau như bạn Đạt đang làm. Một số những cái lỗi mà đối với những người mới hay gặp phải, thứ nhất là bị nhấc vai lên. Thứ hai là bị nhô vai về phía trước. Thứ ba là khớp khuỷu tay bị thay đổi.